Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin chia sẻ một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm ly Intera, model là DTR70.2. Đây là một dòng âm ly khủng long nha anh em. Công suất của nó lên tới là 780W. Giá xuất xưởng cực khủng luôn là 262.000 yên. Trọng lượng 23 kg. Dòng này thì nó sẽ có khả năng để kết nối HDMI với cái chuẩn mới 1.4A nha. Anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài cổng quan, chơi nhạc từ Smart TV cổng USB để chơi nhạc số, nhạc LED nè, kết nối internet để điều khiển từ xa bằng smartphone. Dòng này cấu hình rất là khủng nha anh em, bộ da mã DAC Panrao 192 kHz, 24 bit, công suất của nó cực khủng, mỗi kênh loa 6 ohm lên tới là 250W một kênh loa nha. Hỗ trợ loa từ 4 ohm đến 16 ohm. Rồi đây là mặt trước của máy nha anh em. Anh em sẽ thấy là size rất là to cao nha. Cao gần 200mm. Chiều ngang 435mm. Rồi đây là nút tắt mở nguồn nha. Đây là một chiếc âm ly nguyên thủy từ Nhật về, chưa hề cài đặt nha. Rồi em sẽ test cái âm thanh đầu tiên. Anh em sẽ thấy là nó rất là yếu nha anh em. Rồi ngõ vào DVD HDMI từ một cái nguồn phát ra bên ngoài nha. Anh em sẽ chú ý giùm em là cái mức volume nha. Đây, thấp nhất của nó là 0 nha. Rồi sẽ tăng lên. Rồi anh em sẽ thấy là tăng lên hơn 40%, là 75 nha. Số 75 thì mới hát được tốt nha. Rồi bây giờ thì em sẽ tắt cái nhạc đi và ta sẽ chuyển sang cái thao tác cài đặt nha. Rồi anh em vẫn có thể sử dụng là setup nè, return qua lại lên xuống và enter nha. Đây là chiếc điều khiển của nó nha. Rồi anh em nhấn nút setup nè. Rồi lúc này ở trên cái màn hình của TV nha, cũng hiển thị đầy đủ những cái thông số của nó đây, và cũng như là trên cái màn hình của Amly nha. Khi mà ta kết nối HDMI lên thì nó sẽ hiển thị nhiều hơn, và trên cái màn hình nguyên thủy của HDMI out thì nó sẽ hiển thị là tiếng Nhật nha, và màn hình của Amly lúc nào cũng hiển thị là tiếng Anh nha. Rồi em sẽ quay cái màn hình này để hiển thị nhiều hơn thông tin cho anh em xem nha. Rồi mục số 6 nè, mục số 6 nha, OSD là on screen display, ta sẽ chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Anh. Rồi return đã trở ra, thì lúc này toàn bộ thông tin ở trên màn hình TV và cũng như là trên chiếc Amly của chúng ta đều hiển thị là tiếng Anh nha. Rồi đây là một định dạng cái ngõ vào in và out nha. Anh em muốn thay đổi thì cũng như là đổi tên thì ta sẽ vào cái mục số 1 này. Rồi mục số 2 là speaker setup, speaker setting, ta sẽ chọn loại loa, loa 4 ohm hoặc là 6 ohm nha. Rồi cũng như là các định dạng cái son, các phòng bên ngoài. Rồi sau khi xong những nút trở ra, anh em muốn lựa chọn loa 4 ohm thì ta vào cái mục bên trong này cài đặt nha. Speaker config cấu hình loa. Rồi ở mục đây loa phong nha, trả lời loa phong, anh em chuyển về giùm em là mũi tên nha, mũi tên trái phải, hiện tại là nó đang mặc định là 80Hz nha. Rồi anh em chuyển sang giùm em là full băng. Full băng thì nó sẽ không giới hạn cái tần số và nó sẽ ra đầy đủ luôn tần số 3 mít nha. Còn anh em muốn sử dụng cái loa cột hoặc là dạng loa nhỏ thì ta có thể giới hạn cái tần số này lại nha, và nó sẽ tập trung cái âm bass cho loa sub nha. Còn ở đây thì em sẽ mở full chức năng luôn là full băng, nó sẽ ra quy lực hơn rất là nhiều, mở tối ưu cái phần công suất của ra loa. Anh em muốn sử dụng riêng theo cái nhu cầu của mình thì ta có thể lựa chọn riêng nha. Đây là loa hiệu ứng phong 2 và phong bay, em cũng mở luôn. Rồi tất cả đều là mở luôn full băng, nó sẽ phát huy to nhất nha. Anh em chú ý giùm em, thông thường thì ở đây nó là biểu tượng loa nhỏ nha, và khi mà chuyển sang loa full băng thì nó sẽ là lớn lên nha. Đó, anh em sẽ thấy không. Rồi đây là tần số sub nha. Loa sub và bass là chọn là 2.
Rồi sau khi cài đặt xong ta nhấn nút trở ra. Tiếp theo nữa là một level calibration, đây là một volume từng cái loa. Enter. Rồi lúc này nó sẽ có tiếng động nha. Rồi anh em nên tháo cái loa ra nha anh em, bởi vì những cái dòng audio thì nó sẽ không cho điều chỉnh cái volume này nha, anh em sẽ không thể giảm được nha, đó là lúc nào là volume cũng lớn nhất nha. Ta sẽ mở dây loa ra để nó sẽ không làm hại loa nha. Rồi lúc này ta sẽ tăng volume tất cả những kênh loa lên. Trước khi mà cài đặt những cái dòng audio thì anh em nên tháo dây loa ra. Những cái dòng âm đi khác thì nó vẫn cho chúng ta khống chế bởi cái nút volume nha, ta vẫn có thể giảm được. Còn anh em để cái volume này và ta tăng cái volume này nổi lên thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Rồi anh em sẽ thấy là khi mà em di chuyển cái vị trí loa thì nó sẽ hiển thị là cái vị trí đây nó cũng thay đổi nha. Rồi loa from wide right, tất cả đều lên là 12 decibel. Anh em chú ý là cái mặc định ban đầu của nó sẽ rất là nhỏ nha, nó chỉ là 0 decibel mà thôi. Đây là một chiếc âm đi khủng long nha anh em. Nếu như chúng ta không cài đặt những cái thông số này lên thì nó sẽ rất là yếu nha. Và anh em đánh giá một chiếc âm đi đa kênh yếu và dở thì đó là những cái quan niệm mà do ta chưa tìm hiểu kỹ những thông số bên trong nội của nó nha. Hãng đã được đầu tư rất là kỹ lưỡng về chiếc âm đi Onkyo Intera DTR70.2 nha. Dòng này thì có khả năng để kết nối mạng điều khiển từ xa bằng smartphone luôn. Rồi sau khi tăng 12 decibel xong thì ta nhấn nút trở ra. Tiếp theo là một equalizer, anh em chuyển sang là menu nha. Ở đây nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh loa phong riêng nè, riêng biệt từng cái loa luôn. Tần số thấp nhất xuống là 25Hz luôn nha nè. Rồi tùy theo anh em yêu thích bass mềm, bass chung như thế nào thì ta có thể thay đổi nha. Rồi ở đây mỗi cái tần số bass em cho lên một tí nha, cho tiếng bass nó trầm. Rồi ở tần số là 1kg cho cộng 2 nè. 1kg 6 luôn. Anh em chỉnh tùy thích nha. Đây nó là loa phong chung cho cả loa trái là phải, nó không cần cân bằng. Còn nếu như chỉnh riêng biệt loa trái phải thì anh em phải chú ý là chỉnh cân bằng giùm em nha, nó mới điều cả hai loa nha. Rồi em chỉnh tiếp nữa loa center luôn cho anh em. Rồi anh em cho một vài cái giá trị lên nó mới sáng tiếng nha, chứ không thôi là nó sẽ nhỏ thôi. Những cái dãy tần bass giảm lại do loa center không cần bass nhiều. Rồi tần số mic sẽ lên. Rồi 10kg và 16kg đây. Rồi chỉnh luôn cho cả lo surround luôn anh. Rồi chỉnh xong trở ra một cái mục rất là quan trọng nha. Ở đây là suốt setup nha nè, đây là ngõ vào Blu-ray DVD nha. Em sẽ tăng cái giảm cái volume nội này lên, anh em không tăng volume này thì nó sẽ rất là yếu nha anh em. Rồi từ đây trên cái mặt trước của máy nha, anh em sẽ thay đổi nè. Rồi ta cũng tăng volume lên luôn. Rồi ngõ vào CBL sát nè, em sẽ tăng hình tất cả các ngõ vào luôn. Game nè, game là cổng quang nha em.
đang kết nối cổng quang số 1 nha. Đây là cái thao tác chỉ cài đặt một lần mà thôi nha anh em. Em sẽ làm hướng dẫn chung luôn để cho anh em tham khảo nha. Nó cũng sẽ tương tự như là những cái dòng khác nha. Bởi vì Onkyo nó cũng có một cái phương pháp điều chỉnh mà thôi. Tùy mỗi loại máy thì nó sẽ có cái giao diện khác tí thôi nha. Rồi, NetUP luôn. Mặc định nó là không decibel nha. Ta không chỉnh thì âm thanh vào rất là yếu. Nó vừa cho phép chúng ta chỉnh âm thanh vào, volume ngõ vào và volume từng cái loa, lựa chọn loa lớn, loa nhỏ, chỉnh equalizer. Rồi, tất cả là được điều chỉnh rồi nha. Rồi, sau khi đó return để cởi ra. Rồi, đây là chiếc âm đi vừa cài đặt xong nha. Rồi, sẽ trở về cái cổng vào Blu-ray. Rồi, em sẽ kết nối lại cái cổng loa nha, anh em giảm cái volume. Đây phía sau của nó nha, 780W nè, DTR 70.2, ngõ lập hông nha, trái phải nè. Rồi cái volume ban đầu khi mà chưa cài đặt thì cài lên tới là 70%. Rồi sẽ test lại nha. Rồi anh em sẽ thấy là nhích lên chút xíu là đã hát rồi nha. Rồi chỉ tầm khoảng 1/3 thôi là hát đã rất là quy luật nha anh nha. Rồi chỉnh tone bass chép nha. Chép lên nữa càng sáng nữa nha. Chế độ music nè, all set radio nha. Rồi cổng game, cổng quang nha. TV CD. Rồi hoạt động ok tất cả các ngõ nha. Trở về cổng DVD nè. Rồi em sẽ test các cổng ra loa luôn. Rồi nếu như chúng ta chỉ có một cặp loa thì ta lắp vào vị trí là loa thông nha. Rồi cổng loa thông nha, loa center nằm ở một góc riêng nha. Rồi surround. Surround nha. Hai loa hiệu ứng nha. Hai loa hiệu ứng khi mà có tín hiệu đa kênh thì nó mới hoạt động nha. Bình thường thì hoạt động ở chế độ là 7 sát stereo. Surround. Đêm đông về cũng không lại. Đây. Rồi như vậy là hoạt động 7 loa ok nha anh em. Đây là cổng mạng LAN, anh em kết nối vào để điều khiển từ xa bằng smartphone. HDMI in tín hiệu từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài, out xuất sang TV, chức năng ARC luôn. Cổng quang game nha. Tín hiệu từ Smart TV và cổng CD. Tín hiệu chơi analog từ đầu đĩa. Rồi anh em muốn sử dụng nó để làm giả mã DAC thì ở đây nó sẽ có cái khu vực Real nha. Rất là nhiều Real. Real đây. Ta chọn Real Real Phong đây. Real Phong đây nha. Tép ra để xuất sang một cái hệ audio khác để làm giả mã DAC nha. Rồi ở trên cái điều khiển từ xa, anh em cài về giùm em là phần mềm Onkyo Remote 3 nha. DTR 70.2. Nó sẽ dò màn kết nối. Rồi ta nhận diện nha. Chỉnh cái ngõ vào nè. Rồi chỉnh đầu vào nè. Rồi chỉnh được bass chép nè. Rồi sử dụng như là remote nha. Đầy đủ luôn, setup qua lại lên xuống và enter luôn. Chỉnh audio nè, phong, bass chép, center, level, sub. Và các chế độ âm thanh đầy đủ luôn nha.
Rồi đây là một chiếc Amdi khủng long Intra 70.2, rất là đáng sở hữu và sưu tầm nha. Rồi đây là các ngõ vào nè, mũi tên qua lại Enter Setup nè, Return nè, Display. Đây là các điều khiển zone vùng nha, anh em không nên nhấn những cái nút này, khi mà nhấn lên thì nó sẽ sáng đèn lên thì cái zone chính của chúng ta sẽ không hoạt động nha, nó sẽ chuyển sang những cái zone khác nên rất là khó sử dụng nha. Thông thường thì ta chỉ cần sử dụng ở cái main chính mà thôi, những cái vùng zone này thì ta không nên sử dụng nha. Anh em nào am hiểu thì ta có thể tham khảo thêm nha. Dolby QHD, DTS Master Audio, công nghệ khủng của hãng Onkyo, Intera, VNLC, HDMI 1.4A nè, USB nè. Rồi em sẽ test luôn cái USB nha. Rồi chớp là nó đang đọc dữ liệu nha. Rồi giảm nhỏ volume lại, chuyển sang nét USB. Rồi nhấn hai lần nha. Nhận được USB kinh tông, trên màn hình cũng hiển thị đầy đủ rồi nha. Rồi đã nhận diện được nội dung trong USB nha. Thumal Plug nè, nhạc số chất lượng cao luôn. Rồi kết nối loa lại chưa? Rồi kết nối loa lại nha. Loa phòng đây. Thông số của bài nhạc nha, Black 16 bit, tần số lấy mẫu 44.1 kHz nha. Rồi trên đây là một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng Amdi Intera DTR 70.2 khủng long. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.